Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa mới bước vào tháng 11, được gọi là tháng cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Và đầu tháng 11, giáo hội cho chúng ta mừng kính trọng thể các thánh nam nữ ở trên thiên đàng, trong đó có các thánh bổn mạng của từng người chúng ta. Trong niềm vui ấy, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Các thánh nam nữ ở trên thiên đàng, tức là ở bên cạnh Chúa, mà Chúa là đấng ba lần thánh, 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 thánh. Các ngài được chia sẻ cái thánh từ nơi Thiên Chúa. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho các ngài. Và đó cũng là niềm mơ ước và hy vọng của tất cả mỗi người chúng ta hôm nay. Dâng thánh lễ này, chúng ta cùng với các thánh nam nữ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta xin Đức Maria, xin Thánh cả Giuse, xin các thiên thần, các thánh bổn mạng và tất cả các thánh nam nữ ở trên nước trời cầu bầu phù hộ cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng sống theo mẫu gương của các ngài. Chúng ta cũng được hy vọng, được chia sẻ cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu ở bên cạnh Chúa ở trên thiên đàng. Và dâng thánh lễ, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn, xin ơn bình an, cầu cho linh hồn cha cố Giuse, cha cố Phêrô, các linh hồn Phêrô, Maria, Anna, Đa Minh, Agustino, Gioan, Gioan Bautista, Giuse, Vincente, Gerardo, Domenico, Rosa, Teresa và tất cả các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn thai nhi và tất cả các linh hồn. Giờ đây anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vâng danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chung tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Vinh quang cao cả Chúa, lời Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Chúa Giêsu Kitô. Yeah.
là chín Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyên giúp cầu thay, chúng con tin tưởng này xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả. Thiên thần ấy nói: xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: 144.000 người thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Sau đó tôi thấy một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: chính Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai, và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa, mà tung hô rằng: Amen. Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Amen. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi: những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời: thưa Ngài, Ngài biết đó, vì ấy bảo tôi, họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa chủ trì toàn thể trái đất và khắp dương gian, vạn dân muôn vần ở đâu, do tay Ngài tăng tạo nên, đặt mong giữa lòng biển lớn, cùng cô giữa sông nước rộng. Ai người được trèo lên núi của Chúa cao quang, và ai cứ ngủ đến thấy, ai tay xanh với lòng thay, chẳng mê theo bà phù hoa, chẳng tính kế mưu vĩnh gần. Chính ngõ đường là đường Thiên Chúa rộng rãi thi ân, được Chúa cứu độ thương phu, nó chính là những từ tôn dòng dõi những kẻ tìm Chúa, tìm kiếm Chúa ra khắp mọi. Bài thích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người. Vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là đấng thanh sạch. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống,
các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Kitô ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe được gọi là tám mối phúc thật, hay còn gọi là bản hiến chương nước trời. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn cuộc sống của mình hôm nay được hạnh phúc. Khi chúng ta có dịp dự đám cưới và chúng ta luôn chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Hôm nay Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết về cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc mà Chúa Giêsu nói đến, nó không lệ thuộc vào những giá trị và những cái tiêu chuẩn của trần thế, như là tiền tài, của cải, vật chất, sức khỏe, sắc đẹp hay là địa vị xã hội. Có những người có thể họ nghĩ rằng cuộc đời của mình phải có nhiều tiền thì mình mới hạnh phúc được. Cuộc đời của mình phải có nhiều cái vật chất, phải ở một cái địa vị cao thì mình mới hạnh phúc được. Nhưng mà hạnh phúc của Chúa Giêsu nói đến là hạnh phúc đến từ Thiên Chúa, hạnh phúc nước trời, hạnh phúc đích thực. Và hạnh phúc của Thiên Chúa là hạnh phúc bền lâu, vĩnh cửu. Và các thánh nam nữ giáo hội cho chúng ta mừng kính hôm nay đã sống, đã cố gắng và chọn lấy hạnh phúc đích thực này. Đây là những con người có tâm hồn nghèo khó, nghĩa là các ngài không để cho của cải vật chất nó chiếm giữ cuộc sống và tâm hồn của mình. Đó là những con người sống hiền lành, sống chan hòa với mọi người. Đó là những con người chân nhận sự bất toàn, yếu đuối, tội lỗi của mình, để rồi luôn sầu khổ, hoán cải và ăn năn đền tội. Đó là những con người luôn ước vọng khát khao nên người công chính, sống đẹp lòng Thiên Chúa. Cho dẫu các ngài đang sống giữa thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian. Đó là những con người biết xót thương, biết động lòng trắc ẩn, biết sống yêu thương, chia sẻ, bao dung và tha thứ cho anh chị em của mình. Đó là những con người biết giữ tâm hồn trong sạch giữa cuộc đời có nhiều mưu thâm trước độc của ma quỷ, của tà thần. Nó luôn cám dỗ, lôi kéo và cuốn hút con người chúng ta. Đó là những con người biết xây dựng hòa bình, bình an, hiệp nhất giữa người và người với nhau ngay trong gia đình của mình, ngay trong môi trường sống. Cho dẫu mỗi người có những cái suy nghĩ, có những cái ước muốn, có những cái tính cách khác nhau, nhưng mà cố gắng xây dựng hòa bình, cái tình liên đới với nhau. Và đó là những con người chịu nhiều đau khổ,
bắt hại, sỉ vả, bị vu khống, thậm chí là bị giết chết. Nhưng mà các ngài vẫn giữ một lòng tin yêu sắt son vào Thiên Chúa là đấng cứu độ, là cha quan phòng và nhân từ. Và những con người này hôm nay được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc của Thiên Chúa, hạnh phúc của nước trời. Như Chúa Giêsu nói ở cuối bài tin mừng: anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật là lớn lao. Và đó là hạnh phúc đích thực. Các thánh mà chúng ta được nghe đến, có thể chúng ta nhắc đến một số tên của các ngài. Như đầu thánh lễ, cộng đoàn chúng ta đọc kinh cầu các thánh, nhắc đến tên của Đức Mẹ, tên của các vị thiên thần, thánh cả Giuse, rồi các thánh tổ phụ, các thánh giáo phụ, các thánh ngôn sứ, các thánh tông đồ, các thánh đồng trinh, các thánh tử đạo. Tại Việt Nam chúng ta có 117 vị thánh tử đạo, rồi có một á thánh An Rê Phú Yên, rồi chúng ta cũng đang cầu nguyện cho việc phong hiển thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Rồi quý ông bà anh chị em đi về miền Tây, cái khu Bạc Liêu, Cà Mau, chúng ta thăm cha Francisco Trương Bửu Diệp. Các thánh là những vị tiến sĩ của hội thánh, các thánh là những vị giáo hoàng, giám mục, linh mục, thầy giảng, tu sĩ, các thánh là những người có gia đình hay là độc thân, các thánh là những người lớn hay là trẻ em. Chúng ta biết là trong sổ bộ của các thánh của giáo hội có thể liệt kê tên của những vị thánh, nhưng đây chỉ là một số nhỏ thôi, một số nhỏ mà các thánh chúng ta có thể liệt kê hay là chúng ta biết đến, so với tổng số các thánh mà chúng ta không biết ở trên nước trời. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ từng người và ban thưởng cho từng người tùy theo đời sống của họ. Cho nên chúng ta vẫn hy vọng trong số các thánh có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta, những người mà chúng ta quen biết đã được Chúa gọi trở về với Ngài và được sống bên cạnh Ngài là đấng ba lần thánh, được chia sẻ cái thánh đó ở trên nước trời. Nói như thánh Gioan nơi bài đọc 1, các thánh là một đoàn người thật là đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ, không phân biệt một ai cả. Và các thánh là những con người đã trải qua cơn thử thách lớn lao, họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu của con chiên. Máu của con chiên đó chính là máu của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập giá để cứu độ con người chúng ta. Và đó cũng là tâm tình nơi bài đọc 2 mà thánh Gioan đã chia sẻ, nhấn mạnh đến niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta vào Đức Kitô, và chính Đức Kitô sẽ giúp cho mỗi người chúng ta được trở nên hoàn thiện, được trở nên thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con đường nên thánh không phải là con đường chỉ đặc cử dành cho một số người. Khi nói nên thánh, có khi chúng ta cũng xoa tay, nói thôi chắc con không bao giờ nên thánh nổi đâu. Con không có thức khuya dậy sớm đi lễ đọc kinh cầu nguyện, con không biết ăn chay, con không biết đọc kinh siêng năng như các thánh đâu, chắc là khó lắm. Nhưng mà thật ra con đường nên thánh là con đường mà Chúa Giêsu mời gọi tất cả mỗi người chúng ta: anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Cho nên chúng ta cùng với các thánh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và xin các ngài luôn phù hộ cho tất cả mỗi người chúng ta, để chúng ta biết chọn, biết sống theo cái hạnh phúc nước trời, theo giá trị nước trời ngay từ cuộc sống hôm nay. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Tôi tin kinh
là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai. Chịu nạn thời quan phong Si-ô, Phi-la-tô, chịu đóng đinh vào thánh giá, trên bà tang xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, phép tăng vô cùng. Ngày sau bới trời, lại xuống phan xen kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh, hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, các thánh là những người con ưu tú của hội thánh, và nhờ sống theo tám mối phúc thật mà các ngài được hưởng vinh quang thiên quốc. Với tâm tình mến yêu và tôn kính toàn thể các thánh trên trời, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Hội thánh luôn kêu gọi các Kitô hữu tôn kính, mến yêu và noi gương các thánh là những người con ưu tú, nay đã được hưởng phúc trường sinh. Chúng ta hãy lời cầu xin cho các tín hữu biết cố gắng sống theo lời Chúa dạy, để có thể lên hoàn thiện như Cha trên trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Tám mối phúc phận tức bài giảng trên núi là tinh hoa của tin mừng. Chúng ta hiện lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn cố gắng sống những gì mà bài giảng ấy đã dạy. Nhờ đó sẽ cùng được chung hưởng vinh quang thiên quốc với Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Điều đáng tiếc là cho đến hôm nay vẫn còn quá ít người Kitô hữu ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin của mình, và rất ít khi đọc kinh thánh. Chúng ta hãy lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng sống đạo là sống theo lời Chúa dạy trong kinh thánh, đặc biệt là trong tin mừng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa cho người Kitô hữu được thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời các thánh, và được nghe tiếng Chúa qua lời các ngài dạy dỗ. Chúng ta được lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được cảm thấy gần gũi Chúa hơn khi tôn kính các thánh trên trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho chúng con biết yêu mến và luôn cố gắng sống lời Chúa dạy, để nhờ đó chúng con nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Oh,
trên toàn thế giới. Xin dâng cha ba mơ ước, ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui tươi thêm những nụ cười, tháng năm sống cho tình yêu người. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các ngài được hưởng phúc trường sinh, xin cho chúng con cũng nghiệm thay các ngài nâng đỡ trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Jerusalem Thiên Quốc là mẹ chúng con, nơi đó anh chị em chúng con là toàn thể các thanh muôn đời ca ngợi Cha, và chúng con là lữ khách được đức tin soi dẫn đang vội vã tin về. Chúng con rất hoan hỷ vì bao phần tử ưu tú của hội thánh được vinh quang, nhờ đó Cha cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ giúp chúng con là những kẻ yêu hèn. Vì thế hiệp với các ngài và cả triều thần thiên quốc, chúng con đồng thanh ca tụng Cha và tung hô rằng: các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đấng thanh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình, người cầm lấy băng tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cốm tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại,
cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, hai đức cha phụ tá Giuse và Luy cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời tạ ơn, xin ơn bình an và xin ơn thánh hóa tất cả chúng con. Cầu cho linh hồn cha cố Giuse, cha cố Phêrô, các linh hồn Phêrô, Maria, Anna, Đa Minh, Augustino, Gioan, Gioan Bautista, Giuse, Vincente, Domenico, Rosa, Teresa, Gerardo, tổ tiên ông bà, cha mẹ nội ngoại, các linh hồn thai nhi và tất cả các linh hồn. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh nghi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ. Chúng con xin chúc tụng tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thanh hóa chúng con, để sau khi được thần lương này nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian, chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày mai thứ năm 2 tháng 11 lễ cắt, cầu cho các tín hữu và mọi người đã qua đời, giống như hôm nay sáng thánh lễ 5 giờ, chiều 6 giờ chiều. Và giáo xứ chúng ta có tổ chức thêm một thánh lễ tại Đức Thánh Giáo xứ Trung Chánh, nơi có cha cố Giuse Phan Du Vịnh đang an nghỉ. 7 giờ chúng ta có mặt tập trung tại cây xăng mũi tàu đường Lý Thường Kiệt. 8 giờ thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse và các đặng linh hồn. Xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng tham dự, và ai muốn đi xe chung chúng ta xin có mặt đúng giờ như vừa mới nêu trên. Và chiều ngày mai các bà mẹ công giáo chầu thánh thể trước thánh lễ như thường lệ, và có họp sau thánh lễ. Và giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính. Chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng để được một ơn đại xá, chúng ta nhường lại cho các đặng linh hồn. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôn, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, trên và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là vinh quang và nguồn vui của các thánh, đã cho anh chị em được nâng đỡ nhờ những lời chuyển cầu tuyệt hảo. Xin Ngài ban cho anh chị em được hưởng phúc lành bền lâu. Anh chị em đã được giải thoát khỏi những sự dữ đời này nhờ lời chuyển cầu của các thánh, và được chỉ bảo nhờ mẫu gương đời sống thanh thiện của các ngài. Xin Chúa cho anh chị em luôn biết chú tâm làm tôi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Cùng với toàn thể các thánh, xin cho anh chị em đáng được hưởng niềm vui thiên quốc, nơi hội thánh hân hoan liên kết con cái mình với công dân nước Chúa trong bình an muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Cả đoàn chúng ta hát bài kết thúc luôn. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.